số ông bảo nè mấy ngày nắng nhưng nên bị ổ mày mối về em pi ở bị ổ mấy đây về em pi dân chi sống sót về rồi lột chẳng ấy nè và thấy à ca rồi lột nắng cứ viên viên hòn cả ta thằng tá nhưng phần nào vô cả ta tập bay dùng đòi không thống khi đi muối khi đẹp con nhựa cuối và chi phí cứ đẹp con của muối đi là mô này và có thông đá là phê dương chi chi ở lốt cứ việc phải qua mỗi đông đê này thì cứ việc qua đã cuối này đi là mẫu rồi bà chi chi ở lốt tập pi sân bà dân vô tập pi sân là mấy phẹt sân thì mỗi việc qua mở cuối thì biết việc qua mỗi đi là mẫu bà bộ đông đê cứ dương đê chết cứ chê hề bà chẳng hạn tại bà phẹt qua mỗi làm dân tục cháo mình tục cháo cứ dân mơ tập lừa cuối hay dân mơ tập lừa đông đê vì bà vì một nền sân bà phụ ấy tam để dương thọp thơ vì một nào rồi có dương chuột chuột chỉ mỗi nắng nhiều để có cho lan mà thơ cứ viên bảo bay chạy mấy tên chụp buông ca để lan dương ở lột hơi đây ở chạy nắng chụp buông vả sẵn than á về khác à quay khác đê tới về khác mỗi đi là mỗi chúng ta chẳng lại nắng vì đầu mỗi nắng cứ dương trong hai bông con nó nét ở hiện thì tha sẵn kết mơ luôn anh khác khác đọc bay bay chạy ở đằng the mỗi ná khôi à quay mỗi ná khôi đê khôi đi là mỗi chẳng hết nâng này ok chẳng chiêng chui phải chạy ha dương mơ rồi biết mấy đại dương ai xanh thì than tha via khỏi à cùi bà lớn dương vậy làm vĩnh dương vậy pi làm chay vĩnh chả là pe na là dương làm đây hết cứ làm dương chay hay dương trình mà thôi không tệ thế đó là pe na thì dương chi tam phơi tới cứ về rồi lột bà dương vậy đọc kê rồi lột trắng khi mùi cứ dương mơ từ lờ cùi thì tí cứ dương mơ từ lờ đi bộ về bà trắng của thầm đá bà cùi via việc khối nập ở bên là pra phong chi chi có ai một tại bạn hồi giờ sáng đi mộ về xa vô cùng rất tới là quay lên và tour lớn chẳng quay khối của dân chi chi chưa rồi thì mối hay đi phí cứ dân ta mơ là đi là mộ quay bà đi là mộ về khối cứ về ai trên nhà quay là tạm lộ mẹ bà dân đang buồn mà dân còn là trên nhà máu cứ ai chi ban ăn phát tô mà máu cái pi máu này anh nó sẽ rạp lan như chi ngày tại bao thằng đẹp lan như chi chết chết vĩnh anh nó dịch dạ phê pi ngay ạch đần bạn của à cô dưỡng cứ nằm miên phơi quấn dương là đây chạy thầm rồi cứ dương ai thở phơi và chạm nâng thầm nè anh nó như chi chết chết tại bao thằng đẹp như chi ngay cứ phơi được phao cho là hốt chứ tập bên này phơi phơi phao cho là hốt chứ việc off việc cuối việc thôi làm như chúng mình tha trên nhà coi với khỏi coi với bọn này bà mình trên nhà coi khỏi coi thì cứ nhà coi nó kêu đồng đàng à coi này đi là bộ này thì bà mình tha trên nhà rồi coi bộ đó dư tập đồ coi này nó khỏi còn là dư ao chiên tê mơ rồi số bù sần hào khỏi coi rồi là coi đi là bộ chà ok cho họ từ lơ đông đê mình bọn từ lơ đông đê cứ dư về làm pê lan tóc cháo bình bà lan tóc cháo cứ dương mơ từ lửa phí phần tham từ bổn cứ là cuối năng đi lửa một cứ đề đông đề là phê na là dương tốt sao phi cả lạc hai từ một thái vui bỏ nhớ ai là ngọt lơ này và chấn thì dương cái sao đó dương thì ai từ ngọt bên tay đây là trẻ sinh ngạc sự điệp chấn dương mơ từ lửa cùi chúng ta cùi tốt sao có bị ngọt lơ này và bên tay và dương giờ cùi mũi tiệt vô một đầu hai nơi tại đây là trẻ chấn dương mơ từ lửa đông đề mình và ta đông đề nó miên lương châu rồi và miên lương châu hai nơi tại đây mình chết hà nó cứ bành hà khôi trong đấy cho trong đấy dương mơ được biết mấy đằng mày đằng tha lương châu đưa mình châu bằng cứ vậy đó to tại chiến bằng cây tre hoặc lương vậy đó cuối nó phê na để dân cách xa tới với thời miền lương máu bọc đồng đấy được bay về trên sân bà hà nó mẹ tại miền lương là quê cục con hay còn tay ba mình con miền lương là quê cục con đấy cứ dân cả lương là quê cục con bạn đây nó liền lại cả bà chẳng bằng đằng tha trong đằng hà khôi mình khôi chúng ta để chiến còn màu tê đồng đề năng sân bà vậy tới dương ở chiêm cha lán và bạn nông ca bay chạy bà mùi na khôi à côi mùi na khôi đồng đề rồi có đi làm mồ mấy tên nè ngày phụ chừng ngư thằng bay nắng cứ bia sự điên cái gì to tại dương thì đặt mơ mùi mùi ở ba sân và được đương thì mùi dễ khi rồi lót thì quyết được cháu đây là trẻ bà được cái gì chẳng như mơ từ lời cuối mơ từ lời đi làm mồ mơ từ lời đồng đề tại phành hà vi một lần ok nâng ấy nâng ấy chương ở con trời mình tết để bạn điệp rộp ở dương bạn đang khá khá tôi bây giờ viên mình làm ẩn đồ chiếng vậy tớ mình đã về đại khối dương chứ mình chán lán cứ mình ai đăng ở nào ở chứ mai còn tha
to để chieng quạt từ bớt mà quạt ai đẹp dương tha khôi ai bật cọt chẳng hết á nhưng mà chương chieng nhóm trang chỗ mà dương trang tầm hai tôm từ lơ bộ quan ở nằng ta miền bị thi sai ấy là mấy vừa ơi đôi chị coi đôi chị đông đê được đi làm mối miền nằm nãy ca ban du ấy bọn tầm hai tôm mà dương vậy một tí bay một nít cứ đông đê với phở phơi là bay tầm bay nè là dương cạch đê tới bàn về thường ở cá tầm bay xem sân bạn hay là về xem sân dương vậy thì đi làm mối luôn ra tại một sân chắc bàn về vớ cái sản lớn mà quay về chắc là hai tôm pi một nấng cứ viêm sơ chạm bạch mà này bà vô lõ mà từ lừa cuối cứ dân nào thằng thằng hai toa màu vía cứ bà la mong ôn là sư chí chấn dạ phê mà tất ấy cho cái sao đọc từ một hình thì tới là bay ở cái cam phường bà mong ôn chạm được phê chi bà mình xem chấn vừa à cô nhớ cô ở thở ấy sót có bị ở phường này là sai nè ba hàng bốc và hàng đỏ chấn hàng bốc nó cứ hàng phường và các bạn hàng đó nó cứ châu mà chấn là bây giờ áp chế cái đầu dân tốc sao dần chấn áp lương là coi nó cứ biết từ trăm từ bọc chia phong từ áp quan lương này xem tiền chấn biết chắc nào ông tin đó ông tin đó và bây giờ mình áp chế cái thế tục du tới cứ biết là áp lương này đó và chấn hai con một biết cứ cho ngồi mà tất cứ gặp năm mười ngày nhưng mà sao đồng hay tí đó lột tiền tới và lấy hai con của mà coi chặt hồi và chừng mà này tha à, pi một nút cái dương ập miền bị thi ấy, tầng hai toàn vi tê bụi tha vi thời đầm nại ca chẳng tạm đòn đấy và tại sao cuối cứ vi thời ca phơi khoác nó bay bạch chạy chẳng bao dương tục chào về du quế nhà phơi lại tầng trăm tập bom chia bom lên ngay sen tiết cứ vi xin tinh đòn tinh đó mà pe na để phơi gần khúc bị phẳng á pe giờ cạnh đấy bị phẳng cho cuối bị chặt khủng chẳng bàn tiền thì buồn rạng ngay dương xe chào một đòn đấy tại chúng phụ hoàng côi nó bây giờ bị o để dân bạc bị trao được gọi nó bị o anh à, nói dân cơ thấy cứ bị che thòm đa lòng với nhau này ngày tôi cha như giờ hôn bây giờ chắc cái si à lời kia đang dạ phê một chút có bị o này ai lá có để che mình thấy nhưng dân cơ bị hái đây che cứ côi nó phải bàn thòm mà đã ở đây thì có mấy là dạ tại thay dân tục làm sao du phê du du dân khi nhầm nào mà đồ người nắng bạn bị thập phổi rồi ok chào con chào mình tên chiến chào chị Miệp Lý Yeah.